Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là cây hoa lan bạch hỏa hoàng. Người ta mới giao cho mình nè các bạn. Trời đang bão ướt hết rồi các bạn. Cái anh mà đem giao cho mình á, thấy ảnh ướt nhẹp luôn, không mặc áo mưa luôn. Ướt quá trời. Lần đầu tiên mình thấy giao cây mà bằng cái ống nhựa PC nè mấy bạn. Không biết cái ống nhựa này hết bao nhiêu tiền, nhưng mà hai cái khóm lan bạch hỏa hoàng này mình mua chỉ có 25 ngàn một khóm này mấy bạn. Cái này là không phải là người ta đã chăm sóc rồi mà người ta mới đi khai thác về, người ta mới đi hái trên rừng về á. Mình mua về lấy giống thôi chứ nó cũng không có được đẹp. Chủ yếu là mình chỉ cái giống thôi các bạn. Người ta cũng có cho mình xem hình trước rồi, mình thích, mình cảm thấy được thì mình mua. Chứ không phải là người ta đưa ảnh minh họa rồi người ta gửi cho mình mấy bạn. Người ta gửi ảnh thật cho mình luôn á. Do là mình cũng thích cây lan bạch hỏa hoàng này nè, mà không có giống để trồng. Thấy người này bán rẻ mấy bạn. Cái này là người ta vừa khai thác về, người ta sẽ đem bán cho mình luôn. Cho nên là nó hơi cần cọc mấy bạn. Nó không có phải là do người ta khai thác rồi về người ta nuôi lại cho nó mởn, nó xanh tốt mình ta bán. Cái này là người ta mới vừa khai thác về người ta bán luôn. Mình có thể thấy nó cần cọc do nó sống ngoài tự nhiên mà các bạn, cũng đâu có phân tro, đâu có phân bón gì đâu, không có tưới nước thường xuyên đâu nữa các bạn, cho nên là nó hơi cằn cọc á. Nhưng mà mình mua về mình lấy giống thôi, cho nên là vẫn chấp nhận được mấy bạn, rất là rẻ luôn. Một khóm nhà chỉ có 25 ngàn. Cái này là địa y này, là ngày mai mình phải gỡ ra, lá đều héo mà. Này mình chăm sóc lại, mình nuôi lại thì nó cũng sẽ tốt thôi mấy bạn. Tưới nước rồi chăm bón rồi nó sẽ tốt thôi. Cái này mình chỉ là mua giống về thôi. Bữa nay ngoài trời đang mưa bão mấy bạn ơi. Cái này chắc ngày mai mới đem trồng được. Cái này mình kiếm khúc gỗ hoặc là kiếm cái chậu nào đó mình trồng vô nha mấy bạn. Mình sẽ trồng hai cây hoa lan này lên hai viên gạch này mấy bạn, hai viên gạch ống xây dựng mấy bạn. Mình sẽ ký hai cây hoa lan này lên hai cục gạch này. Thì thấy cái hoa lan này nó cũng cũng tươi mấy bạn, nó cũng không cằn quá đâu. Mình sẽ chăm sóc lại thôi, nó sẽ tốt hơn, cũng do mình thôi các bạn. Đây, viên gạch này mình đã chuẩn bị cột lại như vậy nè các bạn. Trồng mình sẽ treo lên cũng như khúc gỗ vậy mấy bạn. Thấy nó cũng rất là chắc chắn luôn. Thì gạch này nó giữ ẩm cũng tốt lắm nha các bạn. Nó hút nước rất là nhiều nè. Mình tưới nước nó cũng giữ ẩm, nó cũng không quá cằn đâu các bạn ơi. Viên này mình cũng như vậy, mình cột lại. Đây cũng là lần đầu tiên mình trồng hoa lan, mình ký lên gạch về thôi các bạn ơi. Mình cũng chưa có trồng bao giờ. Thì trước khi trồng các bạn lót ở dưới một ít cỏ khô hoặc là rơm nha các bạn. Như vậy nó giữ ẩm á, nó mới kích thích mau mọc rễ ra, chứ mà mình ký lên không á, nó không, nó khô các bạn. Nó rất là lâu mọc rễ nha. Bởi vì ẩm á bạn, ẩm nóng nó sẽ mau mọc rễ ra hơn. Thì mới vừa ký lên thì mình phải lót một ít rơm hoặc là cỏ khô nè các bạn. Một ít thôi chứ cũng không cần quá nhiều đâu mấy bạn ơi. Chủ yếu là giữ một ít nước á, có độ ẩm thôi. Thì mình sẽ dùng dây ni lông mình cột lại nha các bạn.
Thì lúc trước mình cũng có quay cọt bằng dây ni lông nè mấy bạn. Thì có một số bạn vô comment bảo là ngu cọt như vậy thì cây nào sống nổi, tao cọt mày vô coi mày sống nổi hay không. Rất là nhiều comment luôn mấy bạn, bảo là cọt như vậy không được, không tốt, cây hoa lan nó chết, không sống được. Rất là nhiều comment luôn mấy bạn. Nhưng mà không biết các bạn nó có cầm thử cây hoa lan hay chưa. Cây hoa lan này các loại mà dendro nè các bạn, mấy loại mà có mắt như vậy nè, mấy khúc mắt này và nó rất là cứng luôn, nó không phải mềm như cải salad đâu mà mình cột nó bị dập các bạn, nó cứng như gỗ vậy mấy bạn. Mình lấy dao mình sắc nhiều khi nó không đứt nữa, chứ không phải là nó mềm như các bạn nghĩ, nó là mềm như trái chuối thôi các bạn, nó rất là cứng như khúc gỗ vậy. Có một số bạn bảo là comment là cọp như vậy thì nó chết chắc, nhưng mà mình toàn là mình ký lên mình phải cọp như vậy thôi, nó cũng vẫn sống bình thường, nó cũng không có gây ảnh hưởng hay nó cái dây nó ăn vào nó xiết nó gây khuyết cái lan các bạn. Lan này rất là cứng luôn chứ không phải là nó mềm đâu các bạn ơi, không phải cải salad đâu. Các bạn yên tâm này, các bạn cột rất là chặt cũng không sao, cột chặt vào nó áp sát vào cái vật mình ký các bạn thì nó sẽ nhanh ra rễ hơn nha, chứ nó không có gây chết cây, gây ảnh hưởng gì hết nha các bạn. Các bạn hãy cầm thử cây hoa lan đi, các bạn hãy bình luận. Cũng có một số lan nó mềm các bạn, không phải là lan nào cũng như nhau. Một số cây hoa lan này nó rất là cứng nha các bạn, cái mắt nó rất là cứng chứ không phải là mềm đâu các bạn ơi. Thì cây cục gạch này các bạn mình treo dưới bóng cây các bạn, dưới bóng cây á, dưới cây, dưới tán cây á các bạn, thì nó cũng không có sinh nhiệt cao các bạn, nó không có nóng á. Gạch này mình để dưới bóng mát thì nó rất là lạnh nha các bạn, nhiệt độ của gạch nó rất là lạnh mà nó giữ ẩm tốt á, thì mình nghĩ nó cũng sẽ cây lan nó cũng sẽ phát triển tốt thôi các bạn ơi, nó cũng không có gây ảnh hưởng gì tới cây lan hết á. Thôi chào tất cả các bạn nha, hẹn các bạn ở các video tiếp theo nha.